Dạ, kính tri ân, kính cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Đá Thăm Má trên Banh Thoát, mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam, từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay: Giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 45 Tiểu Kinh Pháp Hành Chu La Thamma Sadmadana Sutta. Phân đoạn 213 đến 217 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Từ Bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước tiền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã lễ bái Tam Bảo. Và cảm ơn quý sĩ. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 45 tiểu kinh Pháp Hành Chu La Tham Ma Sa Ma Sa Ma Đa Na Sutta, phân đoạn 213-217 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình, con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính chào Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, ở trong danh từ Phật học cái chữ pháp hành nghe qua trong tiếng Việt thì chúng ta rất có thể bị nhầm lẫn. Cái chữ patipatti thamma cũng là pháp hành, như là vajjati thamma là pháp học, Patipatti Thamma là pháp hành, Pativetha Thamma là pháp thành. Pháp học, pháp hành, pháp thành là nói đến cái ba cái giai đoạn trong cái việc mà tu tập. Còn cái chữ pháp hành ở đây thì chỉ Thamma Samadana. Chữ Samadana nó khác nghĩa với cái chữ Patipatti. Và chữ hành này nó cũng khác với cái chữ Sankhara là hành. Cho nên khi mà chúng ta đọc qua cái từ ngữ và học tiếng Việt thì chúng ta cẩn thận cái ý nghĩa, cái nội dung nó có sự khác nhau khi mà chúng ta xài cái từ Pali khác. Ở đây chữ Thamma Samadana, chữ pháp hành này chỉ cho cái sự hành trì. Cái sự hành trì hay là cái sự thọ trì. Chữ Samadana đã xuất phát từ động từ Samadhi, như chúng ta nói Panatipata Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Samadhiyami là cái sự hành trì, cái sự thọ trì. Thọ trì học giới là kiên tránh sự sát sanh. Thọ trì học giới kiên tránh sự sát sanh, vân vân. Về chữ Samadana thì chúng ta phải hiểu cái chữ đó. Thì ở đây chúng ta sẽ học về bốn loại pháp hành: hiện tại lạc, tương lai khổ, hiện tại khổ, tương lai cũng khổ, hiện tại khổ, tương lai lạc, hiện tại lạc, tương lai cũng lạc. Thì ở trong bài kinh này, vị Đức Phật dạy cho
chú tỳ kheo. Cho nên cái vấn đề mà hiện tại khổ tương lai lạc á, ngài xài ngài định nghĩa theo cái cách thực hành của các vị sa môn và la môn. Điều này chúng ta cũng có thể hiểu riêng qua một khía cạnh khác. Thí dụ như hiện tại khổ tương lai lạc, hay là hiện tại lạc tương lai khổ, thì ở một đoạn kinh khác Đức Phật này có giải thích cho cái vấn đề này. Thí dụ như một người hiện tại người cư sĩ, họ sống hưởng thụ các dục, và từ cái sự tham đắm các dục đó mà họ tạo những cái phi công đức, mặc dù vậy ngay trong hiện tại họ cũng có cái sự an lạc, sự quan lạc. Nhưng mà một người sống hiện tại quan lạc như vậy, chứ ở trong tương lai quả vị khổ, kết quả khổ, quả vị thuộc khổ, thì điều này nha, thì chúng ta cũng phải chú ý. Và bây giờ thì trước nhất xin Lan đọc cho chánh kinh của bài học hôm nay, sau đó cùng thỉnh từ tổ Bạc Tân Viện sư trong ngày hôm nay sẽ giảng giải ý nghĩa này. Nam mô Phật Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và cảm ơn quý sít. Sau đây con xin được đọc chánh kinh. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 45 tiểu kinh Pháp Hành Chulathamma Samadana Sutta, phân đoạn 213-217 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Bài 45 tiểu kinh Pháp Hành Chulathamma Samadana Sutta, Pháp Hành Thamma Samadana chỉ so sự hành, chỉ cho sự hành trì có chủ tâm hay quyết tâm. Tên được đặt theo nội dung của pháp thoại Đức Phật giảng cho chư tỳ kheo có bài kinh cùng tên sau bài kinh này. Nội dung dài hơn nên bài này gọi là tiểu kinh. 213. Không phải sự tu hành nào cũng giống nhau. Phần đông thường quan niệm giá trị của sự tu hành nằm ở lòng thành và sự tinh tấn. Qua lời dạy của Đức Phật, quan niệm đơn giản đó không thể là kim chỉ nam cho sự thực hành, mà phải hiểu rõ những gì đang làm. Không thể nói đơn giản là làm theo một vị nào đó vì thấy vị đó được an lạc. Bốn sự hành trì Đức Phật nêu ra trong bài kinh này là: một, hiện tại lạc vị lai khổ; 2. Hiện tại khổ, vị lai cũng khổ; 3. Hiện tại khổ, vị lai lạc; 4. Hiện tại lạc, vị lai cũng an lạc. Kinh văn: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Chitawana, tịnh xá ông Anathabindika cấp cô độc, rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Những vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: này các tỷ kheo, có bốn loại pháp hành. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, có loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. Này các tỷ kheo, có loại pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. Này các tỷ kheo, có loại pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. Này các tỷ kheo, có loại pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. 214. Pháp hành hiện tại lạc, vị lai khổ là sự hành trì của những sa môn, bà la môn có cái nhìn là hưởng thụ dục lạc không có gì nguy hại, không có nguy hại gì. Do quan niệm và lối sống này đưa vị này vào khổ cảnh kiếp sau. Kinh văn: này các tỷ kheo, thế nào là loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ?
Này các tỷ kheo, có một số sa môn thuyết như sau, có sở kiến như sau, không có lỗi trong các dục. Những vị này đắm chìm trong các dục, hoang lạc với các cô gái lang thang có tóc quấn trên đầu. Họ nói như sau, làm sao các tôn giả sa môn, bà la môn kia thấy sự sợ hãi, tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục, khoái lạc thai sự xúc chạm với bàn tay có lông mịn của các cô gái lang thang trẻ trung này, sau khi đắm mình trong các dục, khi thân hoại mạng chung vị ấy, các vị ấy phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, họ cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt. Họ nói như sau, các tôn giả sa môn bà la môn này thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục, nhưng chúng ta do các dục này làm nhân, do các dục này làm duyên, phải cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt. Đức Phật cũng nêu thêm một thí dụ giải thích tại sao hưởng thụ dục lạc đưa đến đọa lạc là vì là nguyên nhân tạo nên giải đãi. Này các tỷ kheo, ví như vào cuối tháng mùa nóng, một bẹ hột giống cây leo nứt ra, và này các tỷ kheo, một hột giống cây leo rơi dưới gốc một cây sa la. Này các tỷ kheo, các vị thần ở trên cây sa la ấy lo sợ, run sợ và hoảng sợ. Bạn bè thân hữu, bà con huyết thống, các vị thần trên cây sa la ấy, thần vườn, thần rừng, thần cây, thần các thảo dược thảo, cỏ rừng hội họp lại an ủi như sau, này tôn giả chớ có sợ hãi, này tôn giả chớ có sợ hãi, vì hạt giống ấy con không thể, con khổng tước có thể nuốt, con nai có thể ăn lửa rừng, con nai có thể ăn lửa rừng có thể đốt, người làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay hạt giống có thể không nảy mầm. Nhưng này các tỷ kheo, hạt giống ấy con khổng tước không nuốt, con nai không ăn, lửa rừng không đốt, người làm rừng không nhặt đi, các loài mối không ăn, và hạt giống có thể nảy mầm. Được mưa lớn, nhờ các làn mây đúng mùa, hạt giống ấy được lớn lên, và một dây leo trẻ mềm mại có lông chậm chậm mọc lên và bám dính cây sa la ấy. Này các tỷ kheo, các vị thần trên cây sa la ấy suy nghĩ như sao, không hiểu vì sao các tôn giả, bạn bè thân hữu, bà con huyết thống ấy, các thần vườn, thần rừng, thần cây, các vị thần trên các dược thảo, cỏ rừng thấy sự sợ hãi tương lai trong hột giống, hội họp lại an ủi như sau, này tôn giả chớ có sợ hãi, này tôn giả chớ có sợ hãi, vì hột giống ấy con khổng tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đốt, những người làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay hạt giống có thể không nảy mầm. Khoái lạc thay sự xúc chạm của cây leo trẻ trung mềm mại có lông đang bám vào, cây leo ấy có thể bao trùm cây sa la ấy. Sau khi bao trùm, liền làm thành một tàng che trên cây ấy, và ở dưới khởi lên cả một lùm cây rậm rạp. Khi ở dưới khởi lên cả một lùm cây rậm rạp, các cành cây lớn của cây sa la ấy có thể bị bóp nghẹt. Rồi này các tỷ kheo, các thần trú trên cây sa la ấy suy nghĩ như sau. Chính vì thấy sự sợ hãi tương lai này trong hột giống cây leo ấy mà những tôn giả, bạn bè thân hữu, bà con huyết thống ấy, các thần vườn, thần rừng, thần cây, các vị thần ở trên các dược thảo, cỏ rừng đã hội họp lại và an ủi như sau. Này tôn giả chớ có sợ hãi, này tôn giả chớ có sợ hãi, vì hạt giống ấy con khổng tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đốt, những người làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay hạt giống có thể không nảy mầm. Và nay ta vì nguyên nhân hạt giống cây leo cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt. Cũng vậy này các tỷ kheo, có một số sa môn bà la môn thuyết như sau, có sở kiến như sau, không có lỗi trong các dục. Những vị này đắm mình trong các dục, họ hoang lạc với các cô gái lang thang có tóc quấn trên đầu. Họ nói như sau, làm sao các tôn giả sa môn bà la môn ấy thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục,
khoái lạc thai sự xúc chạm với bàn tay có lông mịn của cô gái lang thang trẻ trung này. Sau khi đắm mình trong các dục, khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Ở đây họ cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt. Họ nói như sau: các tôn giả Sa môn và La môn ấy thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. Nhưng chúng ta vì nhân các dục này, vì duyên các dục này, phải cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. 215. Pháp hành hiện tại khổ, vị lai cũng khổ, là sự hành trì của những tu sĩ thiên nặng về chấp thủ, về khổ hạnh và giới cấm, và giới cấm thủ. Những vị này tự mình làm khổ bản thân trong giới, trong đời này, và do tà kiến sanh vào cõi khổ kiếp sau. Kinh văn: này các tỷ kheo, thế nào là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ? Ở đây này các tỷ kheo, có người sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi cất thực không chịu bước tới, đi cất thực không chịu đứng lại, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn đặt tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giả gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu, nấu, rượu men, cháo cám. Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, và ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ, lúa để sống, lúa tắc, gạo lứt, ăn hột cải, nivara, ăn da vụn, ăn cám, uống nước, bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải khai gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẩm liệm quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc cỏ cây ti-ti-ta-cá, làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bệnh từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lông cú. Vị ấy là người sống nhổ râu tóc, là người tập tục sống nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, không dùng chỗ ngồi. Là người ngồi chò hỏ, sống theo hạnh ngồi chò hỏ một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống cùng ván gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớp che giấu thân mình, sống và ngủ ngoài trời theo hạnh bà đâu nằm đấy, sống ăn các uế vật theo hạnh ăn các uế vật, sống không uống nước lạnh theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Như vậy, vị ấy sống theo hạnh hành hạ sát thân dưới nhiều hình thức như vậy. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. 216. Pháp hành hiện tại khổ, vị lai lạc, là sự hành trì phạm hạnh chân chính của người sanh ra vốn nặng phiền não do tập khí đời trước, nhưng kiếp này phấn đấu với bản thân. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi an lạc, đoạn này cho thấy đa số người tu chân chánh thường chịu khổ với những thói quen phiền não ở bản thân.
kinh văn này các tỷ kheo, thế nào là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc? Ở đây này các tỷ kheo, có người tự tánh sanh ra quá nặng về tham ái, luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ u do tham ái sanh. Có người tự tánh sanh ra quá nặng về sân hận, luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ u do sân hận sanh. Có người tự tánh sanh ra quá nặng về si mê, luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ u do si mê sanh. Với khổ và với u, với mặt đầy nước mắt và khóc than, vị ấy sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú thiên giới cõi đời này. Như vậy này các tỷ kheo, được gọi là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. 217. Pháp hành hiện tại lạc, vị lai lạc. Đây là sự hành trì phạm hạnh chân chánh của người vốn kiếp trước khéo tu nên đời này ít phiền não chi phối. Vị này do thuận duyên dốc lòng tu tập nên đời sau được an lạc. Số người này tương đối ít, đó chính là con đường chỉ quán song tu. Này các tỷ kheo, thế nào là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc? Ở đây này các tỷ kheo, có người tự tánh sanh ra không quá nặng về tham ái, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ u do tham ái sanh. Có người tự tánh sanh ra không quá nặng về sân hận, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ u do sân hận sanh. Có người tự tánh sanh ra không quá nặng về si mê, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ u do si mê sanh. Vì ấy ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất. Một, trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một, trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Chứng và an trú thiền thứ ba, xả lạc và xả khổ, diệt hỷ u đã cảm thọ trước. Chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vì ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới cõi đời này. Như vậy này các tỷ kheo, được gọi là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. Này các tỷ kheo, như vậy là bốn loại pháp hành. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, con đã đọc xong phần kinh văn. Con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, sa thú. Cảm ơn cô Phùng Lan. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tự Tri, Siêu Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay thì chúng ta học cái bài kinh Tiểu Kinh Pháp Hành. Thì kinh pháp hành là một trong những cái do rằng gọi là tiểu kinh là vì có câu bài kinh đại kinh pháp hành này. Cho nên là bài kinh đó tương đối dài hơn là cái bài kinh này. Thì nói đến pháp hành ở đây đó là sự hành trì, cái việc hành trì của chúng sinh. Và trên cõi đời này thì nó có xuất hiện có mặt của bốn cái sự hành trì hay là bốn cái người. Những người có cái khuynh hướng hành trì như vậy thì ở đây đó là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng ở đối với Đức Phật thì Đức Phật Ngài là một vị chánh đẳng giác, và Ngài có một cái học danh gọi là chánh biến tri, tức là Ngài biết được những cái khuynh hướng của chúng sanh, cái sở hành của chúng sanh mà xưa nay còn tồn tại, có tồn tại, hiện tại là như vậy. Cho nên là chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật Ngài dạy những cái điều đó, thấy rằng thật sự là trong cái đường tu của mỗi người đó,
thì mỗi người đều có một sự hành trì nó khác nhau. Có những người hành trì như thế này, có người những hành trì như thế kia. Nhưng mà để mà có được cái kết quả đó đó, thì là do cái sự quyết tâm của họ, cố gắng của họ, nỗ lực của họ, cho nên là họ có cái kết quả đó là như vậy. Thì trước tiên đó là chúng ta nói đến một cái việc hành trì thứ nhất, cái một hạng người hành trì thứ nhất trên cõi đời này đó là hiện tại lạc và tương lai, vị lai đó cũng là vị lai là khổ. Thì khi nãy chúng tôi đã nói đó là cái việc hành trì của mỗi chúng sanh mà. Thì có những người đó chưa thấy, và thời kỳ Đức Phật cũng vậy, có những cái giáo sĩ đó, họ những vị giáo sĩ giáo chủ của một cái chủ trương của một tôn giáo nho nhỏ nào đó, mà họ tự cho họ là cái người đạt được. Và có những người đó thì họ lại chủ trương rằng là cuộc đời này thì nó là cứ việc là hưởng thụ ở trong năm dục. Vì vậy cho nên cái phương hướng mà chúng ta gặp đó là cái sự hưởng thụ đó nó có nhiều nha. Có nhiều. Đức Phật ngài khi mà ngài giác ngộ rồi đó thì ngài nói là ngài là đệ nhất sự hưởng thụ, đệ nhất về 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 sự khổ hạnh ngài đã trải qua. Thì ở đây đã nói đến cái sự hưởng thụ đó, thì có lẽ là khi ngài còn là ở thái tử, còn thái tử, ngài là một cái vị hoàng tử ở trong đông cung, ở trong hoàng cung đó, thì thật sự là cái đầy đủ những sự hưởng thụ đó. Và đến khi mà ngài xuất gia thì ngài cũng có sự hành trì hết 6 năm khổ hạnh. Cái điều đó nó có thể là do cái truyền thống, thì có một số thì gọi là những giải gọi là ngài mang cái nghiệp. Thì nói gì đi nữa thì cái chuyện hành trì mà gọi là để mà khổ hạnh thì Đức Phật hay là lợi dưỡng thì ngài đã trải qua. Vì vậy cho nên là ngài khuyên các đệ tử là nên tránh những cái điều đó, tức là hai cái cực đoan nên tránh, đó là khổ hạnh và lợi dưỡng, thì cần phải tránh xa những điều đó. Thì ở đây đó là có những vị giáo chủ chủ trương như vậy, rồi có những người lại có những cái khuynh hướng thích thú như vậy, tức là hưởng lạc ở trong cuộc đời này. Họ cho rằng là đối với sát thân hương vị xúc, mắt tai mũi lưỡi, đó là sự hưởng thụ bình thường. Nhưng mà rõ ràng là cũng có người vì sắc dục, tức là vì nam vì nữ gì đó, thế là họ bất chấp. Bất chấp có nghĩa là họ có thể là không có màng đến cái truyền thống văn hóa hay là cái sĩ diện của con người, mà họ vượt qua hết tất cả, họ lao đầu vào ở trong cái sắc dục đó mà họ hưởng thụ, Thì ở đây đó quý vị thấy rằng là mình hiểu trong một cái điều nào đó, khi mà họ hưởng thụ thì họ có những cái lạc thú của họ. Họ có những sự lạc thú của họ về nam nữ, mắt nhìn thấy cảnh sắc, rồi hay là thấy cái người đẹp, hay là tai nghe âm thanh của tiếng sáo, tiếng đàn vu vương, rồi tiếng trống vu vương, vân vân. Thì khi mà mình nghe những cái âm thanh đó, mình thích thú trong đó, mình đắm nhiệm trong đó. Rồi cả cái sự ăn uống nữa, cái thức ăn của mình, người ta gọi là tứ phái, tức là những cái điều mà gọi là bốn cái điều mà làm cho người ta thích thú. Và tí thế là như vậy đó, chúng ta thấy rằng là một người mà đắm nhiễm ở trong ngũ dục, trong năm dục đó, họ nhiều khi rồi mình thấy nè, một người thí dụ như họ ham ăn, ham uống quá, họ cũng không có kể gì đó. Khi họ sai lên, họ ăn uống, họ sai lên đó,
phẩm nào họ không có giữ gìn được. Khi mà họ tỉnh thì họ có thể là giữ gìn được cái nhân phẩm của họ, cái tư cách của họ. Nhưng mà đến khi họ sai, do họ ham ăn, ham uống đó, mà họ có thể là quên đi những cái tư cách của mình là một cái người, người gì đó, cái vai trò gì ở trong xã hội đó, quên đi. Thế là họ lầm lọt, lầm lạc. Mà quý vị thấy rằng là họ cảm thấy thích thú ở trong sự hưởng thụ đó. Cho nên là có nhiều khi đó là ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình, mình thỏa mãn ở trong các cái sự hưởng thụ đó, thì có những người họ cho rằng chính cái sự hưởng thụ đó là sự sung sướng làm cho họ thích thú. Nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng là cái phương hướng nó như vậy. Ở trong kinh đó, thì Phật dạy rằng là dục đó, thì ít vui nhưng mà nhiều khổ, nhiều khổ. Và nên thấy được cái sự vị ngọt của ngũ dục, nên thấy được cái sự nguy hiểm của ngũ dục, và nên biết cái cách để xuất ly ngũ dục. Như vậy thì Đức Phật Ngài cũng có nói vị ngọt. Nhưng mà vị ngọt đó, thì vị ngọt nó không có bao nhiêu. Vị ngọt không có bao nhiêu. Giống như là một người mà khát nước, mà chúng ta đi tìm cái nước muối chúng ta uống, thì rõ ràng là sau cái cơn đã khát đó, đó thì chúng ta lại càng khát dẫu hơn nữa, vì chúng ta uống nước muối. Cái tính chất của dục đó, Phật dạy rằng là nó vui ít lắm. Mình hưởng thụ vui ít đó, trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nhưng mà rồi cái khổ, cái hệ lụy của nó đó, nó nhiều lắm, nhiều lắm. Thuận theo cái thế của cuộc đời thì chúng ta biết là trai lớn lên có vợ, gái lớn lên có chồng. Thì nghĩ đó, nếu mà ở đời thì nó là mình là cái người mà kế thừa tông, kế thừa truyền thống, rồi là mình là nối lửa tông đường này kia. Nhưng mà cái cậu thanh niên đó, hay hoặc là một cái người phụ nữ đó, khi mà lập gia đình rồi bắt đầu là những cái cuộc nó sẽ là bao nhiêu cái trách nhiệm, bao nhiêu sự hệ lụy, sự khổ ở trong cuộc đời này. Đó là chúng ta thấy rằng nhiều khi mình nói rằng con nước mắt nó chảy xuống, tức là lúc nhỏ mình là sống với cha mẹ, đến khi lập gia đình thì sống với vợ hoặc là với chồng, rồi sanh con đẻ cháu ra vân vân, rồi trách nhiệm phải lo cho con cho cháu, biết bao nhiêu cái sự hệ lụy ở trong cuộc đời, rồi là cuối cùng thì nhắm mắt lìa đời đó thì cũng là tay trắng trắng tay. Chúng ta thấy vậy đó. Lưu ý, chỉ mang theo, nói cho một cái cách rõ là chỉ có mang theo nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà thôi. Tức là quả của nghiệp thiện và quả của ác, nghiệp ác mà thôi. Cho nên quả khổ, quả vui nó lẫn lộn ở trong đó. Vì vậy cho nên là khi mà họ hưởng thụ như vậy trong năm ngũ dục á, trong ngũ dục á, thì họ cảm thấy họ vui thích. Có nhiều khi mình thấy là những người ta đi làm ban ngày đó, có khi mình đi về Sài Gòn, chúng tôi thấy đi khi mình đi về Sài Gòn, đi những cái con đường mà người ta ăn uống nhậu nhẹt đó, ăn uống ban ngày ta làm cực bao nhiêu mình cũng không có biết là người ta làm công việc gì, cũng không biết là người ta làm cực bỏ bao nhiêu công sức để mà họ có được cái đồng tiền thu nhập của ngày hôm đó. Nhưng mà rồi tối đó họ được đi ăn uống, họ được nhậu nhẹt, họ được ăn uống cho no say như vậy, thì đó là cái sự thỏa thích của họ rồi. Mặc dù mình nhìn nào đó thì giống như tay làm hàm nhai, có nghĩa là tay họ làm, lao động ra để rồi nuôi cái miệng của họ, để họ ăn uống thôi, và ăn uống cho phái khẩu hay tất cả các thứ. Thì cái sự thụ hưởng đó, họ cảm thấy nó là vui. Nhưng mà mình nhìn một góc độ của một cái người thiện trí, bởi vì Phật dạy rằng cái sự thụ hưởng, cái sự mà cần thiết của con người của mình, một vị tỳ kheo nhiều khi là mình thọ dụng các cái món vật dụng, ngay cả thức ăn của mình, thực phẩm của mình ăn, mình thọ dụng trong hàng ngày thì cần phải quán tưởng, ăn không phải để mập béo, ăn không phải là để lợi dưỡng, ăn cũng không phải là để cho đẹp người, ăn mà để mà nuôi sống cái thân này để tu tập đời sống phạm hạnh này. Phật dạy quán vậy. Nhưng mà người ta thì ngoài đời thì người ta nghĩ như vậy, sự thụ hưởng đó. Và khi mà họ thụ hưởng như vậy đó,
sự dính mắc ở trong năm dục đó, rồi nó có cái hệ lụy của nó là khổ. Khổ hiện tại là họ phải truy tìm những cái thứ đó để họ thụ hưởng. Và cái gì nó có đó, thì nó không bao giờ lâu hết đó. Như chúng tôi nói là cái sự thụ hưởng của mình, cái sự hạnh phúc của mình mà mình cảm thấy lạc đó, thì cái lạc đó nó cũng phải ngắn thôi. Nhưng mà biết bao nhiêu cái thời gian dài mà chúng ta chịu cái khổ đau. Rồi chưa kể là khi mà chúng ta tạo cái ác nghiệp từ cái sự thụ hưởng đó. Tức là nhìn thụ hưởng trong sắc đẹp, thụ hưởng trong tiếng hay, thụ hưởng trong trong mùi hương, thụ hưởng trong thức ăn uống, hay là thụ hưởng trong sự thúc chạm, xúc chạm nam nữ, vân vân. Có nhiều người đó cũng không còn liêm sĩ để mà giữ gìn được chính mình, thế là mình lao vào do cái sự ăn uống, hay lao vào do cái nam nữ trai gái, vân vân. Rồi là chưa có kể những sự xung đột, ấu đả với nhau, rồi hơn thua với nhau, rồi chém giết hành hạ với nhau. Đó là khổ ở hiện tại, chứ đâu thấy lạc gì. Rồi bây giờ ở tương lai đó, thì khi mà sự thụ hưởng đó là sự tâm, do sự thụ hưởng đó, cho nên là họ có sự dính mắc. Dính mắc, dính mắc. Thí dụ như cái người nào mà xin lỗi, cái người nào mà họ dâm dục nhiều, họ tà dâm nhiều đó, thì chết đấy, họ có thể là mạng chung, họ có thể sanh vào khổ thú, không sanh địa ngục thì sanh làm bàn sanh, làm dê, làm trâu, làm bò, vân vân, hay làm heo gì đó. Thì cái điều đó nó sẽ xảy ra, cái điều đó xảy ra. Cho nên nếu một người mà hiểu rõ nhân quả đó, thì chúng ta biết rằng nghiệp của chúng ta còn luân hồi, thì có khi chúng ta được làm người là sự may mắn rồi. Rồi nếu biết rằng đời sau nếu chúng ta không khéo tu thì có thể là chúng ta sanh vào khổ cảnh. Giống như là cái câu của một nhà thơ nói là khéo tu thì nổi mà dụng tu thì chìm, là vậy. Cho nên nếu nhiều khi rồi mình tạo cái nghiệp bất thiện do sự thụ hưởng đó, mặc dù chúng ta sanh vào cái cõi người của chúng ta thì chúng ta có năm dục để chúng ta thụ hưởng, nhưng mà khi mà có năm dục mà chúng ta dính mắc, chúng ta bất chấp, chúng ta tạo cái ác nghiệp từ thân khẩu ý, do cái sự dính mắc đắm nhiễm ở trong ngũ dục đó, mà mình có thể là cái người đó, họ có thể sanh vào thú. Cái khổ cảnh mà ở đây được ví dụ giống như là một cái hột mà ở trong cái bắp gì đó rớt xuống, rồi các vị thần ở xung quanh thấy run sợ vậy, rồi có một cái người bảo rằng đừng có nên run sợ, đừng nên run sợ. Thì những cái hột đó rớt xuống thì sẽ được con chim khổng tước sẽ ăn, rồi con nai sẽ ăn, hoặc lợn rừng nó sẽ chạy. Nhưng mà kỳ thật là con chim khổng tước không ăn, hay là con nai không ăn, lửa rừng không cháy, thì cái chuyện đó nó sẽ sanh sôi nảy nở. Thì cái việc mà mình nói rằng cái người mà hưởng dụ, hưởng thụ của năm dục đó, hưởng thụ năm dục đó, thì chính cái điều đó nó gây tác hại cho nhiều chúng sanh. Chúng tôi có nhớ là một cái tác phẩm truyện mà nhắc đến cái chuyện mà hậu thời Phật giáo sau này, tức là đại tại đất nước Myanmar đó, có một cái chuyện mà nhắc đến là một cái người đàn ông đó thương vợ lắm, nhưng mà cái cô vợ đó lại là tư tình với là một người đàn ông khác. Rồi cuối cùng thì giết cái người chồng của mình, giết người chồng mình. Thì cái tâm mà nịch ái, cái tâm của người chồng này nịch ái cái cô vợ đó, cho nên là sanh lợi làm con chó, sanh lợi làm con chó để ở quay quẩn. Sau một thời gian nữa thì con chó đó cũng bị cái người phụ nữ đó giết chết. Giết chết nhưng mà tâm còn nịch ái. Và cái ông này, ông sanh lại làm con của cô này, con của cô này. Sanh làm bò, rồi sanh lại làm con của cô này, sanh lại là con của cô này. Sanh làm bò cũng bị giết, rồi sanh lại làm con của cô này đó. Thì sau này đó là có một cái vị tiền nhân, một vị đó có thể tri được cái kiếp trước, cái quá khứ. Rồi thế là cái cậu bé này nè, thấy cái cảnh đời mà nhiều kiếp mình tái sanh lại,
Tức là cái người đàn ông đó sanh lại làm heo, rồi làm chó, rồi làm bò, rồi sanh lại làm con để ở gần cái người phụ nữ đó. Rồi cuối cùng thì do một cái vị đó thông hiểu được, hiểu tri hiểu được cái quá khứ, cho nên là bảo là thôi ngán ngẩm cuộc đời này quá, thôi ông cháu đi tu, đi xuất gia. Thì cái cậu thanh niên đó sau đó cùng với ông nội của mình để mà đi tu, đi chùa tu xuất gia, nhớ lại những cái kiếp đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nhắc cái câu chuyện đó để nói rằng cái sự dính mắc của ái nịch ái với là của con người đó nó nặng lắm. Mình thấy vậy nhưng mà nó nặng lắm, và do cái sự dính mắc đó không cởi bỏ mà tái sanh lại làm chó, rồi làm bò, rồi làm đứa con của cái người vợ của mình, để rồi mình được gần gũi cái người vợ đó. Thế là bao nhiêu cái sự cổ mã sanh đi sanh lại bị cái người phụ nữ đó cứ giết thôi, giết thôi. Đó là quan trái, đó là quan trái. Cho nên là có những người đó có những cái sự hành trì mà tự mình thực hiện những điều đó, tự mình làm những điều đó. Và ở tại hiện tại thì mình cảm thấy đó là sự thụ hưởng, sự vui sướng, sự sung sướng, sự thỏa thích, sự ham muốn. Nhưng mà rồi đó là bắt đầu sau cái vui đó đó là họ là chịu cái khổ. Vì lai họ sẽ khổ. Khổ có thể là hiện tại này ở thời gian sau. Khổ có thể ở trong kiếp luân hồi mình tái sanh trong khổ cảnh. Làm trâu, làm bò, hay làm dê, hay là làm chó, hay hoặc là có khi mình sanh ở địa ngục. Thì do là gì? Do sự dính mắc, sự hành trì của mình, thỏa thích, ham muốn, thỏa thích, dính mắc ở trong ngũ dục là như vậy. Có những người vậy. Rồi cái hạng người thứ hai ở đây đó, là chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy rằng có những người ở hiện tại đó, họ hành trì rất là khổ, nhưng mà tương lai họ cũng lại tiếp tục khổ nữa. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này đó thì chúng ta sống đều là liên hệ với nghiệp. Chỉ có bậc A-la-hán thì các ngài vượt ra khỏi, hẳn có những vị vượt ra hẳn, nhưng mà còn dư sót của phiền não thì nhiều khi cũng còn. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta còn luân hồi thì chúng ta cũng phải chịu tác động, hoàn toàn chịu tác động của nghiệp hết. Nghiệp thiện và nghiệp ác, và luân hồi của quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên ở hiện tại có thể là cái người đó họ khổ. Họ khổ là sao? Quý vị thấy rằng cái sự tu hành của mỗi người thì có mỗi người cái hành trì nó khác nhau. Sự hành trì nó khác nhau. Họ khổ là sao? Có nhiều người họ chọn cho mình một cái pháp môn, cái cách để tu. Cái cách để tu. Cái cách tu đó mà với cái suy nghĩ của họ, cái quan điểm của họ, cái suy nghĩ của họ, họ nghĩ rằng chính cái cách tu đó làm cho họ được giải thoát. Nhưng mà kỳ thật họ không phải là giải thoát. Thí dụ như là họ ở trong kinh, cái đoạn kinh này nói rằng họ ăn một bữa, hay là họ không ăn cơm, hay là họ liếm tay, hay là họ trét tro, bôi tro, trét trấu, hay hoặc là họ trầm mình dưới sông, hay hoặc là họ bước qua lửa, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà hành trì đó, chúng ta thấy có nhiều cái cách lắm, nhiều cái cách để mà họ hành trì, mà họ nghĩ rằng chính cái sự hành trì của họ, cái việc thực hành của họ sẽ mang lại cái kết quả tốt, là họ đạt được cái sự an lạc đó gì đó. Nhưng mà kỳ thật không phải. Bởi vì sao? Cái sự hành trì đó nó không mang lại đoạn tận được cái phiền não của họ. Sự hành trì đó không mang lại cho cái tri kiến của họ đúng đắn, cái quan điểm, cái suy nghĩ của họ, cái tri kiến của họ đúng đắn. Vì vậy cho nên họ trong dòng hiện tại họ đã làm cho họ khổ rồi. Họ khổ rồi. Chúng ta nhớ rằng trong kinh Trung Bộ cũng có một cái bài kinh mà gọi là ngu hành giả và củ hành giả, cẩu hành giả. Một ông thì hành theo hạnh con chó. Hành chó. Tức là ông ăn sao, ông đi đứng ngồi nằm ăn giống như con chó. Chó thì phải đứng bốn chân, hai chân trước, hai chân sau, rồi ăn ở trong cái máng gì đó. Rồi sủa làm cách này cách kia. Rồi một ông thì
hành trì giống như kiểu con bò. Ăn thì không cũng ăn cơm, làm người thì phải ăn cơm. Cái thực phẩm của chúng sinh thì nó khác nhau hết. Thực phẩm của chúng sinh là khác nhau, và con người và con vật nó cũng khác nhau. Có những loài thì ăn thực vật, có những loài thì toàn là ăn động vật, rồi có những loài thì ăn vừa động vật và vừa thực vật. Thì cái con bò thì nó là ăn cỏ, cái ông này ông hành trì giống như ăn cỏ. Vì ngày xưa thì người ta có việc hành trì vậy, họ lấy cái con này con kia ra để họ làm cái pháp môn tu của họ, cái cách tu của họ. Mà họ nghĩ rằng chính cái cách tu của họ như vậy đó sẽ mang lại cho sự họ, cho họ được an lạc, mang lại cho họ được giải thoát. Nhưng mà không phải, không phải. Bởi vì sao? Cái tri kiến của họ không có đúng đắn, cái suy nghĩ của họ không đúng đắn. Trong Phật giáo chúng ta đó, chúng ta thấy rằng nếu mà tám bát thánh chánh đạo tám ngành, tức là trong đó nêu cái chánh kiến, chánh kiến, cái chánh kiến là có nghĩa là thấy đúng, biết đúng. Như vậy đúng ở đây là đúng bằng cái trí tuệ của mình, thấy biết đúng ở đây là thấy bằng trí, biết đúng ở đây là biết đúng bằng trí. Cho nên chánh kiến và chánh tư duy đó được như là xem như là phần tuệ học ở trong bát chánh đạo. Như vậy thì cái chúng tôi nghĩ rằng cái điều này nó rất là quan trọng. Tuy là mình nói trong bát chánh đạo, có khi mà mình nói là tu tập bát giới định tuệ, thì nếu mà nói giới định tuệ thì mình phải nói là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi mới là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, rồi mới chánh kiến và chánh tư duy. Nhưng mà trong bát chánh đạo thì nêu là chánh kiến, tức là mình định hình cho mình một cái sự nhìn nhận, thấy biết đúng. Như vậy thì giống như một người mà chúng tôi nghĩ rằng mình định hướng cho mình một cái hướng đi, cái la bàn, cái địa bàn hay cái la bàn, để mà mình định hướng đi trên đường bộ. Hay là người ta đi biển thì người ta có cái hải bàn để người ta có cái định hướng cho họ, để họ đi cho nó đúng. Thì cái người tu cũng vậy, cái người đi đường thì họ cũng cần phải biết cái đường để đi, đường đi của mình cho nó đúng. Giống như là mình cũng đồng thời đi trên quốc lộ 1, nhưng mà rẽ mình ra, rẽ lên trái, tay trái của mình là khác, tay phải của mình là khác. Nhiều khi mình đi bị xe nó thả xuống một cái giữa đường, chỗ đó mình không từng quen biết, nhưng mà giữa đường thì mình chưa có định hình được là chiếc xe nào là chạy về Sài Gòn, hay hoặc là chiếc xe nào chạy ngược lên Đà Lạt thì cũng không biết. Nhưng mà nói ở đây đó có nghĩa là cái người tu cũng vậy. Khi mà mình định hình cho mình đúng đắn một cái con đường là chánh kiến hay hoặc là chánh tư duy, thì cái điều đó mình có thể là đi, dù đi chậm hay là đi mau thì mình cũng đi thật, đi tới thôi. Mình đã định hướng đúng đi rồi, hướng đi đúng rồi đó, thì mình đi trước sau, sớm muộn thì mình cũng đi tới. Mình đi bộ thì nó lâu chút, đi xe thì nó mau chút, đi máy bay thì nó còn mau hơn nữa. Thì cái việc đó là do cái sự hành trì của mình. Nhưng mà mình định hình được cái hướng đi rõ ràng, giống như là cái chánh kiến của mình là như vậy. Nhưng mà cái người ở đây là khổ hạnh là sao? Khổ hạnh là tự họ định hình nó đã sai rồi, tức là họ tự làm cho họ phải khốn khổ, ép sát của họ, rồi họ nhịn ăn nhịn đói, không ăn từ người phụ nữ, thực phẩm từ người phụ nữ mang thai, không ăn thực phẩm của cái người dư thừa, không ăn như thế này thế nọ, hay hoặc là không làm như thế này thế nọ. Và nhiều khi mình nghĩ theo cái suy nghĩ của mình cho rằng cái đó là cái hành trì đúng, nhưng mà sự thật nó không phải. Cái đó không có liên quan gì đến cái việc mà tu tập. Và khi cái mà ô nhiễm nhất á, là chính là cái tạp nhiễm ở trong phiền não, ở trong nội tâm của mình. Còn cái thân này đó thì dù như thế nào nó cũng là bất tịnh. Và cái tâm của mình đó là bất tịnh bởi tham sân si. Khi nào mà mình dứt sạch hết tham sân si thì mình là thanh tịnh chứ không có bất tịnh nữa. Là như vậy. Cho nên là không có thể nói rằng ở cái cách hành trì này là đúng, cái kia hành trì đúng, một khi chưa có cõi bỏ được cái tri kiến của mình nó sai lệch mà mình không nhìn ra, định hướng nó sai lệch thì càng tinh tấn thì càng xa mục đích chừng ấy, mục tiêu chừng ấy, đích đến của mình chừng ấy. Đó là như vậy.
Cho nên là có nhiều khi cái sự hành trì đó làm cho họ khổ, rồi ở tương lai á, thì họ sẽ khổ. Như câu chuyện mà nãy chúng tôi đã thưa với các vị, đó là gì? Ngu hành giả, cảo hành giả hành trì được với một cái thời gian dài như vậy. Và khi hỏi Đức Phật á, đến hỏi Đức Phật ba lần, Đức Phật làm thinh, Đức Phật không trả lời. Bởi vì nếu mà nói thẳng ra thì, nói thật ra thì có lẽ là mấy ông này ngỡ ngàng lắm. Hai ngu hành giả và cẩu hành giả này ngỡ ngàng lắm. Không ngờ là cái việc tu hành của mình bấy lâu nay, ai bao giờ Phật nói vậy. Phật hỏi lần thứ ba thì Phật mới trả lời. Phật mới nói rằng người có cái sở hành như thế nào thì sẽ có kết quả như thế ấy. Nhưng mà hai ông này, một ông làm giống như con bò, hành trì giống như con bò, và một ông hành trì giống như con chó. Thì nếu mà Đức Phật trả lời như vậy thì Đức Phật ngài nói có cái người có sở hành như thế nào thì có kết quả như thế. Cho nên ở đây đó là nói đến cái việc mà một người ở hiện tại đã tự làm khổ cho chính mình bằng cái phương pháp tu tập của chính mình, hay làm khổ cho mình ở hiện tại, rồi mình ở tương lai là mình cũng đâu có sanh được nhàn cảnh đâu, lại sanh trong khổ cảnh nữa. Do cái tri kiến của mình nó như vậy, sở hành như vậy. Bởi vì nhiều khi trong cái sự tu hành, rồi mình thích cho mình một cái nào đó, cái pháp môn nào đó, cái cách nào đó mà mình nghĩ là sở dĩ là đúng, này kia, sự thật là chưa có phải là đúng. Thì cái việc mình càng tinh tấn chừng nào thì mình lại càng xa mục tiêu chừng đấy. Là như vậy. Cái hạng người thứ ba ở đây, Đức Phật ngài nói rằng có một hạng người đó là ở hiện tại đó là khổ, hiện tại khổ, nhưng mà vị lai thì họ lạc. Chúng ta thấy rằng cái người tu á, ở trong Phật giáo của chúng ta đó, thì gọi là Sa Môn hay là Bà La Môn, hay là những người tu hành ở trong Phật giáo, ở hiện tại là khổ, ở tương lai khổ. Hiện tại khổ nhưng mà tương lai lạc. Ở đây đó là trong Kinh Tăng Chi thì Đức Phật có dạy như thế này. Một vị vua mà nghĩ tới cái giang sơn đất nước, sự thịnh suy của quốc gia, sự phồn thịnh của quốc gia đó, mà vị vua toan tính việc này kia cũng không ngủ được. Rồi một người nam tơ tưởng, một người nữ cũng không ngủ được. Một người nữ tơ tưởng, một người nam cũng không ngủ được. Hoặc là một cái tên ăn trộm mà nghĩ đến cách này cách kia để mà trộm đồ của người ta đó, thì cũng không ngủ được. Và đặc biệt là đối với một cái vị sa môn mà thực hành phạm hạnh đó, là cũng không ngủ được. Là vì sao? Ở đây đó là ở trong hiện tại, vị đó lo hành cái đời sống phạm hạnh của mình. Nhiều khi đó là không phải là mình khắc khổ cho mình, không phải là mình khắc khổ cho mình, nhưng mà mình cũng phải biết tiết chế trong cái sự ăn ngủ. Bởi vì những cái điều đó là điều tất nhiên, nhưng mà mình phải tiết chế trong cái việc ăn ngủ. Tiết chế trong việc ăn ngủ để chi? Để mình dành cái thời gian đó còn lại là hành phạm hạnh. Nhưng mà rồi đó, quý vị biết rằng là cái nghiệp quá khứ của mỗi người, chúng ta để ý rằng người tu đó là có những người cũng suôn sẻ lắm, nhưng mà có người thì cũng gặp trắc trở, ba chìm bảy nổi thì họ mới có thể tu tập được, rồi họ mới giữ gìn cái đời sống tu tập của họ đến trọn đời được. Rõ ràng là như vậy. Cho nên là cũng đồng thời mình sinh vào thời kỳ đó, mình ở địa phương đó, nhưng mà mình không có bị những cái sự khó khăn. Thí dụ như chúng ta thấy nè, cả về vật thực, cả về vật thực, có những người thì được đầy đủ nhưng mà có người lại thiếu kém. Rồi cả về y phục cũng vậy, có những người được đầy đủ nhưng mà có người lại thiếu kém. Rồi có những người đó đầy đủ những cái phương tiện nhưng mà là có những người lại thiếu thốn phương tiện. Rồi có những người ở cái xứ này bị người ta chọc phá, bị người ta cản trở, bị người ta nặng nhẹ hơn thua, vân vân. Nhưng mà có những người thì được người khác ủng hộ. Thì chúng tôi nói ở đây đó là cái nghiệp, cái thiện nghiệp, cái nghiệp của mỗi người. Mà cái người nào mà có cái nghiệp xấu á, gọi là cái nghiệp xấu từ quá khứ á, thì họ có thể bị mắc những cái quả ở hiện tại, họ không được suôn sẻ, trở ngại hết cái chuyện này hết tới trở ngại chuyện kia. Và hơn nữa đó là ở trong nội tâm của mỗi người, mình thấy như vậy, nhưng mà rồi nội tâm của mỗi người đó
mỗi người có được một cái giống như là cái pháp độ ba la mật, hay là cái sự hành trì, cái nội lực của cái vị đó có đó, thì rõ ràng là cái vị đó không có đến nỗi mà bị những sự đeo đẳng, sự làm cho mình bị trở ngại hay là khổ sở. Có người thì bị khổ sở nhọc nhằn vô cùng thì họ mới có thể tu được, nhưng mà có người thì lại suôn sẻ. Thì ở đây đó, có nhiều khi đó là chúng ta thấy rằng mặc dù là người ta bị những cái nghiệp xấu, nhưng mà người ta vẫn cố gắng tinh tấn để họ tu tập. Một thời gian sau thì họ vượt qua. Nhưng mà rồi đó quý vị thấy rằng người ta nói cái câu là nếu mà nói đến, nghĩ đến phiền não thì không nghĩ đến thì sự thử thách. Không ai không nghĩ đến cái việc mà thử thách nhiều quá thì người ta sợ người ta chịu nổi thôi. Nhưng mà thử thách mà người cũng phải cố gắng mà chịu đó, cố gắng mà để vượt qua đó, thì đến một lúc nào đó họ vượt qua thì họ tu tập càng tinh tấn hơn, họ tu tập rồi tâm của họ đạt được cái sự an lạc ở nội tâm. Thì như vậy đó, quý vị thấy rằng ở trước đó thì họ lại khổ do cái sự hành trì của mình. Có khi đó là bị cái nghiệp xấu, bị phiền não nặng gì đó mà để rồi họ phải bị nhọc nhằn ở trong cái đời sống tu tập của mình, có nhiều sự trở ngại cả về cái y phục vật thực, phương tiện, rồi các cái sự mối quan hệ giữa người này người kia. Có những người thì suôn sẻ, có những người thì bị trục trặc việc này việc nọ, rồi cuối cùng thì họ cũng cố gắng vượt qua, thì đến lúc sau này thì họ được hanh thông. Và ở hiện tại thì họ là như vậy, nhưng mà nhờ họ cố gắng tinh tấn tu tập với cái chánh kiến của mình, với cái sự tu tập của mình tinh tấn như vậy đó, thì họ sanh về ở cảnh giới an lành, hoặc là họ đạt được cái sự giải thoát an lạc nào đó ở trong Phật Pháp. Thì chúng tôi nghĩ rằng có những người là như vậy. Có những người ở hiện tại đó thì họ hành trì, hành tu, họ tu tập đó, hành đời sống phẩm rất là vất vả, rất vất vả. Quý vị thấy rằng nhưng mà họ không thiếu được cái sự tinh tấn nha, họ vẫn tinh tấn, vẫn tu tập, vẫn miệt mài với cái đời sống tu tập của họ, họ vẫn giữ trọn được cái đời sống tu tập của họ. Vậy mà họ thời gian sau thì họ được an vui, hoặc là họ còn luân hồi, họ tái sanh ở cảnh giới tiếp nữa, là do cái công đức tu tập của họ mà họ được tái sanh cảnh giới an lành. Và do cái sự tu tập của họ mà biết một lúc nào đó họ đạt được cái sự giải thoát. Thì chính là cái sự có sự hành trì những chúng sanh như vậy. Cho nên nhiều khi những vị sa môn, bà la môn, đời sống tu tập á, chúng ta không thể nói rằng cái lợi dưỡng là cái duy nhất, cũng không nói khổ hạnh là cái duy nhất. Mình ở mức độ trung dung, ở mức độ trung dung thôi, tức là Phật dạy gọi là con đường trung đạo đấy, con đường trung đạo, tức là chúng ta không thiên về khổ hạnh, hay là chúng ta cũng không thiên về lợi dưỡng nhiều cũng không tốt, bởi vì lợi dưỡng nhiều thì tâm nó càng thâm đắm dính mắc, như là cái hạng người mà đầu tiên mà gọi là hiện tại lạc, tương lai khổ đó. Còn nếu chúng ta khổ hạnh nhiều, chúng ta ép sát, chúng ta làm cho cái nội tâm của mình nó, cái sự đau đớn của thân thể, rồi cái nội tâm của mình không có tu tập, phiền não nó sanh khởi lên, thì chính cái đó, đó cái sân hận nó sanh khởi lên, nó cũng không phải là cái tốt. Cho nên hai cái đó nó cũng tránh. Mà Đức Phật dạy cái con đường trung đạo, tức là mình thực hành có giới, có định, có tuệ, hay là thực hành chánh kiến, chánh tứ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là cái con đường trung đạo mà Đức Phật ngày dạy vậy. Cho nên cái hạng người thứ ba đấy, có những sự hành trì đó, là hiện tại họ chính họ làm cho họ khổ, do rằng họ thích như vậy, hay là cái họ không hiểu được cái phương pháp để hành trì để họ được cái sự an lạc, mà họ hiện tại họ làm khổ. Nhưng mà hay là do cái quả của quá khứ, cái nghiệp của quá khứ không được tốt, cho nên là cái phiền não của họ nhiều, thế là họ cũng phải cố gắng để họ vượt qua, cuối cùng họ được cái sự an lạc trong tương lai. Đó là như vậy. Rồi cái hạng người thứ tư ở đây là hạng người ở tại hiện tại lạc, tương lai lạc. Ở đây nói là chính là cái con đường hanh thông của một cái người tu.
Quý vị biết rằng phước á, thì có những loại phước hữu lậu, có những loại phước vô lậu. Phước hữu lậu là phước mà làm cho chúng ta được sanh lại cõi người, cõi trời đó, được cái sự thụ hưởng, được đầy đủ những cái đầy đủ về danh vọng, địa vị hay là vật chất hay tất cả các thứ ở trong cuộc đời này. Chúng ta được đầy đủ cái sự hanh thông đó, đó thì chúng ta biết rằng chúng ta có những cái phước, mà phước đó là phước hữu lậu. Còn phước vô lậu á, là do cái công đức tu tập của chính mình, và chính cái công đức tu tập đó nó làm nền tảng và làm cái hành trang để cho mình hướng đến cái đạo lộ, gột sạch những cái phiền não để mình đạt được cái sự giải thoát. Đó là cái công đức tu tập hay là cái phước vô lậu của chính mình. Như vậy thì khi mà mình còn luân hồi thì mình cũng rất cần về cái phước hữu lậu. Nhưng mà cái phước hữu lậu không phải là một cái mục đích chính của cái đời sống tu tập. Đời sống tu tập là hướng đến phạm hạnh giải thoát, hướng đến cái quả vị giải thoát, quả vị thánh nhân giải thoát. Vô lậu đó là điều mà chúng ta cần làm. Nhưng mà khi mà chúng ta tạo phước thì nếu chúng ta sanh lại làm người thì chúng ta được có những sự hanh thông. Như là chúng ta thấy rằng là trong kinh Tăng Chi có một cái đoạn mà khi mà công chúa Sumana hỏi Đức Phật về hai cái vị tu sĩ, một cái vị, hai vị xuất gia, một vị có bố thí và một vị không có bố thí. Thì Đức Phật Ngài nói rằng nếu mà một vị có bố thí cúng dường thì vị đó nếu mà trong vòng luân hồi sanh lại làm người thì hưởng phước của cõi người của mình đầy đủ. Còn sanh về cõi trời cũng hưởng phước được đầy đủ. Thiên sắc, thiên ngương, thiên danh sân, thiên thọ mạng, vân vân, đầy đủ. Còn sanh lại cõi người thì họ có danh vọng, địa vị, họ có đầy đủ vinh hoa phú quý trong cuộc đời này. Và nếu mà hai vị đó mà xuất gia đó, một vị có bố thí cúng dường thì vị đó sẽ được người đàn tính thỉnh đi cúng dường y phục vật thực trú xứ được đầy đủ. Còn một vị không có cúng dường thì vị đó lại kém hơn, lại không có được như vậy. Khi mà được thỉnh thì cái vị mà được cúng dường sẽ được thỉnh trước. Đó là như vậy. Cho nên là khi mà mình sống trong cõi đời này đó thì có những người có những cái sự thuận lợi. Và đệ tử của Đức Phật á, thì Đức Phật, khi mà Đức Phật Ngài nói như vậy đó là nếu một người, hai người này đó đồng niềm tin, đồng giới hạnh, khi mà hai vị này xuất gia rồi đó thì đồng niềm tin, đồng giới hạnh và đồng trí tuệ, tức là đồng trí tuệ hiểu biết đó, thì ở đây đó là nếu cả hai vị này đồng niềm tin, đồng giới hạnh và đồng trí tuệ thì cái phương về phương diện giải thoát đó, nó đều giống nhau. Thì hai vị này có nỗ lực, có niềm tin, rồi hai vị này có giới hạnh, rồi có cái trí tuệ để cắt đứt phiền não giải thoát, thì hai vị này cũng chứng quả thánh giống nhau. Nhưng mà về phương diện tái còn tái sanh á, thì rõ ràng thì hai cái vị này có sự chênh lệch khác nhau. Là một vị là có một vị đó là nếu mà sanh có bố thí thì sanh lại cõi trời cũng được hưởng phước ở cõi trời được đầy đủ. Sanh lại cõi người thì cũng hưởng phước được đầy đủ như vậy. Thì ở đây giữa cái đồng và cái dị, giữa cái đồng là nếu mà đồng chung niềm tin, đồng chung giới hạnh, đồng chung trí tuệ thì hai vị này đều được sự giải thoát giống nhau. Nhưng mà nó khác nhau là ở chỗ là cái vị mà không có bố thí cúng dường thì nó khác nhau là thiếu thốn cái này, thiếu thốn cái kia, hoặc là không sanh về cõi trời được hưởng phước của cõi trời, không sanh lại cõi người để hưởng phước được cõi người. Đó là cái sự trở ngại như vậy. Thì bây giờ ở trong hiện tại đó, ở đây cái cơ gọi là cái hạng người thứ tư đó là hạng người đó là hiện tại lạc, là tương lai họ cũng lạc. Như vậy thì mình tin rằng có nghiệp quá khứ, có nghiệp hiện tại. Ở đời hiện tại mình được hanh thông á, thì mình tin rằng mình cũng không phải là tự mãn, cũng không phải là kiêu ngạo, cũng không phải là chúng ta thỏa mãn với những gì chúng ta có, mà chúng ta nghĩ rằng do là cái nghiệp, cái thiện nghiệp của chúng ta quá khứ, gọi là chúng ta khéo tu đó, khéo tu đó, thì cái người đó họ được đầy đủ đó. Hoặc là ở trong tâm trí của những người, quý vị thấy rằng là có người không thiên về nặng về lòng tham,
không thiên nặng về lòng sân hay là không thiên nặng về lòng si. Chúng ta thấy có người thì thiên nặng về lòng tham nhưng không thiên nặng về lòng sân. Có người thì có thiên nặng về lòng không thiên nặng về lòng tham lòng sân nhưng mà thiên nặng về tâm si, vân vân. Thì ở đây đó là cái đó là cũng là do cái sự quân tu của chính mình, quân tu của chính mình nhiều kiếp. Và do cái nhiều kiếp đó đó, mình có tu tập, mình tu tập là dạ, tâm từ để xóa bỏ tâm sân, tu tập để tâm vô tham, ly dục, thì mình mới xóa bỏ được cái không tham trong đó. Hoặc là tâm của mình là luôn luôn quán chiếu, nghĩ ngợi, suy xét đến những cái nghiệp duyên, đến cái nguyên lý của luân hồi, rồi cái sự thanh tịnh của bậc thánh, hay cái sự ô nhiễm của phàm phu tục tử, vân vân. Thì khi mà mình có suy xét như vậy đó là một cái nhân để quán cái gì cũng là, chúng ta thấy rằng các pháp hữu vi, cái gì mà có sanh ra trong cuộc đời này, được tạo ra trong cuộc đời này thì nó phải là khổ, phải biến đổi, và cuối cùng nói đến cái chính bản thân của mình, cái thân ngũ quẩn của mình nó là vô ngã. Chúng ta có suy xét như vậy đó thì nó là tập quân tập cho chúng ta có một cái trí tuệ. Thì có những người nặng về lòng tham, có những người nặng về lòng sân, có người nặng về lòng si. Nhưng mà ở đây là có những người, cái hạng người thứ tư đây đó, là họ nhẹ vơi cái đó, tức là không phải nói là họ không phải là họ không có tham, họ không phải là không có sân, nhưng mà rõ ràng là họ được gột bỏ từ từ, thế là họ chuyên tâm lo hành đạo, tức là họ phải thực hành cái đời sống tu tập của họ qua phương pháp thiền định, thiền chỉ hay là phương pháp thiền quán. Mà nhờ như vậy, ví dụ nhiều khi mình nói là bây giờ mình cố câm tâm, mình ngồi thiền, thiền là mình giữ cái tâm của mình, chuyện đó là chuyện mà mình tinh tấn, nhưng mà mình không có những cái thiện pháp khác để trở thành một cái pháp độ hỗ trợ cho mình thì mình cũng khó mà định tâm để giác ngộ nữa, để chứng đắc được nữa. Nhưng mà cái người này đó là do có tu tập từ thời trước, quân tu từ thời trước, cho nên hiện tại họ suôn sẻ, họ không có cái gì, họ cảm thấy an lạc, là họ không phải khó nhọc về cái việc mà loại bỏ cái tâm tham của mình, họ không cảm thấy khó nhọc về để bỏ tâm sân của mình, họ không thấy khó nhọc để mà loại bỏ tâm si của mình, vân vân. Thì khi mà họ không cảm thấy là không có khó nhọc đó, thì họ cái tâm của họ ở hiện tại họ lạc, rồi họ nỗ lực họ tu tập thiền chỉ ở trong đó, thiền định trong đó, rồi chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, để rồi các cái pháp triền cái họ được trấn áp, tâm họ được an lạc, hiện tại họ được an lạc. Cái người mà chứng thiền đó, thì thật sự ra là chúng ta chưa chứng thiền, thì chúng ta nói ở đây được là nói ở trong kinh điển, được mô tả qua lời dạy của Đức Phật cũng như là lời dạy của các vị thánh đệ tử của Đức Phật. Thì ở đây đó, cái người mà chứng thiền đó, là cái người mà gột sạch đi, dẹp bỏ đi cái sự hưởng, cái sự thụ hưởng của năm dục, không có dính mắc ở trong đó. Và do đó các vị đó không có những cái pháp triền cái. Cái pháp triền cái là tham dục cái nè, tức là tham đắm ở trong ngũ dục nè, nó làm che ngăn nội tâm nè. Rồi sân độc cái, tức là cái tâm của họ bực bội khó chịu nè, không có nè. Hoài nghi cái nè, hôn thủy cái nè, rồi trạo cử khai nè, là những cái pháp đó là những cái pháp che ngăn. Và khi mà họ chứng thiền thì lần lượt họ sẽ dẹp bỏ những cái pháp triền cái đó. Chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền thì đối trị lại với hôn trần, làm cho cái trạng thái tâm, thân tâm giả dự, mệt mỏi, hạn chế suy tư. Rồi là nhị thiền thì tứ thì đối trị được với cái hoài nghi. Thỉ, chi hỷ sanh khởi lên thì đối trị với sân độc. Chi lạc sanh khởi lên thì đối trị trạo cử. Chi định sanh khởi lên thì đối trị tham dục. Thì chúng ta thấy rằng chính các cái chi thiền sanh khởi lên của một cái vị hành giả tu tập mà chứng thiền, thì rõ ràng cái nội tâm của họ đó có được sự an lạc rất là lớn. Cái lạc ở trong thiền định hay là chứng đắc của bậc thánh
khi mà họ quán chiếu mà để loại bỏ, cắt đứt những cái tham sân si, cái gọi là những cái phiền não, gọi là cái phiền não ở trong nội tâm, tức là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Rồi năm thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phúc nhật. Đó là những cái pháp chướng ngại, những cái pháp ô nhiễm từ nội tâm mà vị hành giả đoạn tận do sự quán chiếu bằng với cái trí tuệ thấy rõ được và cắt đứt những cái phiền não đó, không còn, không còn. Thì vị đó không còn bị sự trói buộc của phiền não, không còn bị trói buộc của các cái pháp triền cái, thì họ có được cái sự an lạc. Nếu mà họ, cái vị ấy chứng đắc ở trong hiện tại là họ đã chứng được các tầng thiện hay là chứng vị quả thánh, thì họ đã được cái sự an lạc rồi. Rồi khi, sau khi mà họ không còn sanh tử luân hồi nữa, thì chứng quả vị quả thánh vô sanh, họ không còn sanh tử luân hồi nữa, thì cái gánh nặng mà sanh tử đặt xuống nó không còn, họ đã đặt xuống rồi, cho nên họ không còn tiếp diễn của đời sống kế tiếp nữa, cho nên là họ không có khổ, không có khổ. Hiện tại đã lạc rồi, tương lai lại lạc hơn nữa, lạc nữa, là chính là như vậy. Như vậy thì cái việc mà tu tập của chúng ta với cái hạng người thứ tư đó, là chúng ta biết rằng những người này dày công phu, hay là phước báo được đầy đủ, cả phước hữu lậu, cả phước vô lậu được đầy đủ đó, thì cái duyên đó đó, cái nhân đó đó, làm cho họ có cái sự nỗ lực trong kiếp hiện tại này và kiếp quá khứ, rồi để cho họ giác ngộ, chứng được các cái thiền chứng, tư sơ thiền, tứ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là chứng quả vị thánh nhân, thì họ không còn phải khổ đau luân hồi nữa. Không còn khổ đau luân hồi. Mà cái khổ nhất là cái khổ của luân hồi, khổ mà chúng ta giết tiếp diễn từ đời này sang đời khác. Nên là Phật, khi mà Phật giác ngộ ở dưới cội cây Bồ Đề đó, thì Ngài mới thốt lên một cái câu mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy đó, là lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Tức là do phiền não, do tham sân si gì đó, do ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, hay là do thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, chính những cái pháp này nè, nó làm ô nhiễm nội tâm và làm xây dựng nên cái, làm cho cái thân luân hồi sanh tử của mình tiếp diễn từ đời này sang đời khác, giống như là cái người thợ mộc mà cứ làm cái nhà hoài, dựng mấy cột lên rồi kèo rồi xiên rồi rui mè gì vân vân, thì họ dựng lên rồi cuối cùng là thành căn nhà. Và bây giờ thì Đức Phật Ngài mới là cái người giác ngộ thấy được cái người mà xây dựng cái nhà nhà này. Rồi Ngài mới nói là: ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, cột kèo ngươi bị gãy, tâm ta đã tịch tịnh, rui mè ngươi đã, cột kèo rui mè của ngươi đã bị phá gãy, và tâm ta đã tịch tịnh. Có nghĩa là Ngài nói rằng cái người mà xây dựng nên cái ngôi nhà, tức là chỉ cho thân năm uẩn của mình, mà cái người đó là không có cái cơ hội để xây dựng cái ngôi nhà này, cột kèo bị phá gãy hết rồi, rui mè gì cũng bị phá tan hết rồi, cho nên là cái không có thành, không có dựng được cái nhà nữa, tức là nói đến sanh tử không còn. Vì vậy cho nên là ở đây đó, chúng ta thấy là ở trong kinh này, trong bài kinh Tiểu Kinh Pháp Hằng này, Đức Phật Ngài nêu lên bốn cái hạng người. Hạng người ở hiện tại, thứ nhất đó, hạng người ở hiện tại lạc, vị lai là khổ, tức là chỉ cho những cái người tham đắm trong ngũ dục, tạo nhiều cái ác nghiệp do sự dính mắc, tham đắm ở trong ngũ dục dính mắc đó, mà hiện tại đó, ở trong hiện tại đó, có một chút nào đó họ lạc, nhưng mà rồi đó, sau đó họ lại khổ, rồi họ sanh ở trong cảnh giới nữa, họ sanh vào khổ thú, tức là sanh vào địa ngục, hay là sanh vào bàn sanh, chẳng hạn như là trâu, bò, dê, chó gì đó, họ có thể sanh lại từ ở cái đó. Thì có các cái vị giáo chủ nào đó chủ trương rằng là hưởng dục không có cái sự tội lỗi này, thì cái điều đó nó không có, không có. Mà Phật dạy rồi, dục ít vui nhiều khổ, phải thấy rõ rằng
nó có vị ngọt của nó có sự nguy hiểm của nó, nguy hiểm nó nhiều hơn. Rồi có cái sự xuất ly đối với một cái vị mà có cái phương hướng để xuất ly các dục, không bị dính mắc ở trong các dục. Đó là như vậy. Cái hạng người thứ hai là người ở hiện tại khổ, tương lai khổ, tức là nói đến một cái người có cái phương pháp hành trì mà ở đó bằng giới cấm thủ của mình, tâm của mình chưa có cái tri kiến đúng đắn, cái sự thực hành của mình đem lại khổ ở hiện tại, giống như là mình ép sát mình phải tu cách này cách nọ, buộc cho chúng ta phải như thế này thế nọ, mà trong cái suy nghĩ của mình, trong cái tư kiến riêng tư của mình, hay hoặc là ảnh hưởng có do một cái giáo thuyết tà giáo nào đó mà mình vẫn chấp nhận theo cái giáo thuyết đó mà mình không nhận ra, thì ở hiện tại làm cho mình khổ, rồi tương lai làm cho cái người đó khổ nữa. Thì đó là do cái sự hành trì bị gì dính mắc ở trong giới cấm thủ. Hạng người thứ ba đó là người ở tại hiện tại khổ và tương lai lạc. Đây là chỉ cho những cái người mà những vị sa môn, những vị xuất gia tu tập ở trong đời sống phạm hạnh này. Nhưng mà do cái nghiệp nặng của quá khứ, phiền não nó nặng, nhưng mà họ có cái sự nỗ lực, họ có sự nỗ lực, rồi họ cố gắng nỗ lực tu tập do sự hành trì của mình, thức đêm dậy sớm, tức là họ có cái sự khắc chế chính họ, khắc chế trong điều chỉnh, khắc chế trong cái sự ăn ngủ, rồi điều chỉnh ở trong cái tâm lý của mình, cái tâm của mình đừng cho dấy lên những cái phiền não, và sau đó thì họ mới ở tương lai thì do họ không tạo được cái nghiệp bất thiện, cho nên tương lai họ có còn luân hồi thì họ tái sanh cảnh giới vui. Và chính cái họ hiện tại họ cố gắng hành phạm hạnh như vậy thì đó là cái duyên lành để giúp cho họ thành tựu cái con đường phạm hạnh này, ở trong tương lai họ sẽ được sự an lạc. Và hạng người thứ tư là hạng người ở tự hiện tại lạc, vị lai lạc là sao? Là cái người mà sanh trong cuộc đời này chúng ta có những cái sự thuận duyên hoàn toàn, tức là có những cái điều mà hết sức thuận lợi. Cái người đó họ có những cái không có bị sự trở ngại, họ xuất gia, họ ở trong một cái gia đình dòng tộc rồi xuất gia ở trong giáo pháp này, họ đều là suôn sẻ, họ hành trì pháp cũng tốt, rồi họ thực hành thiền chỉ, thiền quán, họ chứng các cái thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi quán chiếu chứng quả vị a la hán, chứng quả vị thánh nhân, họ đạt được cái sự giải thoát, họ không nặng vì lòng tham, không nặng về lòng sân, không nặng về lòng si mê, mà họ dễ dàng trong cái việc hành trì này, và nhờ như vậy họ đạt được cái sự giải thoát ở trong tương lai luôn. Cho nên hiện tại đó họ cũng được lạc là do sự hành trì đó, họ không có trở ngại, không có khó khăn trong việc hành trì Phật pháp. Rồi đến khi mà họ chứng quả vị thánh nhân hay là họ chứng thiền thì rõ ràng là họ có được cái sự an lạc lớn hơn nữa, lớn hơn nữa. Thì qua cái bài kinh này thì có nghĩa là nêu lên bốn cái hạng người thứ nhất là hạng người hiện tại lạc, vị lai khổ. Hạng người thứ hai là hiện tại khổ, tương lai khổ. Hạng người thứ ba là hiện tại khổ, tương lai lạc. Và hạng người thứ tư là hiện tại lạc, tương lai lạc. Đây là bốn cái hạng người mà Đức Phật đã trình bày ở trong cái bài kinh tiểu kinh pháp hành này, tức là sự hành trì, nói chung là những sự hành trì của chúng sanh ở trong cõi đời, trong cuộc đời này là như vậy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu ở trong nội dung của cái bài học hôm nay, mặc dù cũng cố gắng nhưng mà cũng không sao tránh khỏi sự thiếu sót, mong chư tôn đức bỏ qua, và thời gian còn lại để dành cho chư tăng thảo luận bàn sâu rộng thêm để hội chúng chúng ta được cái sự lợi lạc hơn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sau thuộc cái chuyện thượng tọa pháp tịch, bạch thượng tọa Thế Siêu, không biết thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Thế Siêu đang ở trước máy, xin kính thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Thế Siêu, thượng tọa có nghe được không? Thượng tọa Thế Siêu, thường thường á chúng ta nghe đề cập đến ba cái hướng
ở trong sự tu tập là khổ hạnh, lợi dưỡng và trung đạo. Lợi dưỡng và khổ hạnh được xem thái quá bất cập, còn trung đạo được xem như là vừa phải. Thì ở đây khi mà chúng ta nói đến trung đạo thì rõ ràng là pháp hành trì thứ ba và thứ tư thì có đề cập đến trung đạo. Mà ngay cả trong sự tu tập trung đạo đó thì chúng ta thấy có khi Đức Phật càng nói là hiện tại khổ chứ mà tương lai lạc. Nhưng mà chúng ta có nghĩ rằng nếu trong hiện tại mình tu tập mà khổ có tính là trung đạo hay không? Và xin kính thưa Tổ Quang Hỷ chia sẻ một vài cái suy nghĩ thiền tọa về điểm này. Bất chợt từ siêu trong rung chưa vẫn chưa nghe được kính thỉnh sư tổ công minh khách. Lâu thì chúng tôi chậm trễ tại vì con mắt của chúng tôi nó bị mờ, cho nên không có rê cái con chuột đi đến cái chỗ cầm mic được, phải đeo kính mới thấy con chuột, chuột nhỏ quá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, trung đạo phải hiểu là khác với cái trường hợp pháp hành hành trì hiện tại khổ và tương lai lạc. Nó khác như thế nào? Ở đây trung đạo tức là cái pháp tu tập, cái pháp môn tu tập không có thực hành thái quá bất cập, không có ép sát, mà cái sự thực hành đó tinh tấn vừa phải, phối hợp trí tuệ minh mẫn, có mục tiêu rõ ràng và được thực hành đều đặn thường xuyên bằng cái sự tinh tấn nỗ lực. Như người thợ kim hoàn, tức là cái người thợ làm nữ trang, làm vàng, anh ta phải thổi lửa một cách đều đặn, không để cho ngọn lửa quá yếu hay là quá mạnh. Lửa yếu thì không cháy được vàng để mà anh ta đổ vào khuôn kiểu thức, kiểu mẫu trang sức. Và nếu mà lửa quá mạnh thì nó sẽ cháy và cũng không thể làm được. Anh ta phải nổ lửa vừa phải, cái ống bể của anh ta hay là cốc lửa của anh ta phải nhịp nhàng
Đó là ý nghĩa của trung đạo. Còn cái trường hợp mà Đức Phật Ngài nói đến, trường hợp thứ ba đó, hành trì hiện tại khổ, tương lai lạc đó, thì hiện tại khổ là như thế này, là do một vị, do vị tỳ kheo đó có cái tập khí nặng về phiền não, nặng về tham, tham ái, nặng về sân nóng nảy, nặng về sự si mê, vì nặng về phiền não như vậy cho nên khi mà vị đó hành đạo, vị đó phải cố gắng, phải cắn răng, phải kham nhẫn chịu đựng với cái sự dày dò của phiền não. Và chính do phải kham nhẫn với sự dày vò của phiền não, cho nên vị ấy thường phát sanh lên thân thức thọ khổ. Hoặc do cái thường cận y duyên ở trong quá khứ, nặng về phiền não do đó ngay trong hiện tại, vị này bị phiền não bộc phát, như là cái sự hôn trầm thị miên nhiều, rồi vị đó cố gắng vất vả để dẹp trừ cái sự hôn trầm thị miên. Cho nên cái đó là hành, hành trì hiện tại khổ. Do vậy chúng ta phải hiểu rằng điều mà Đức Thế Tôn nói hành trì hiện tại khổ đó, nó không nằm trong cái ý nghĩa là khổ hạnh hay là lợi dưỡng và trung đạo, nó không nằm như đó. Bởi vì nếu chúng ta hiểu rằng hành trì hiện tại khổ mà tương lai lạc, và chúng ta hiểu như là hành trung đạo, thì trung đạo không có, không có khổ, không phải là đem đến cái sự khổ. Mà nếu như chúng ta thấy cái sự hành mà hiện tại khổ đó là khổ hạnh đó, thì thời như vậy nó sẽ mâu thuẫn với điều mà Đức Thế Tôn Ngài nói rằng có hai cực đoan mà bậc xuất gia cần phải từ bỏ, không nên thực hành. Nasimitappa, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Sự khổ hạnh đó là pháp vô ích, còn đằng này mặc dù hiện tại khổ nhưng mà tương lai lạc. Là tại sao? Tại vì cái khổ này không phải là khổ hạnh, mà đã là khổ thì không phải là trung đạo. Mà cái khổ này do vì phải tranh đấu với và chiến đấu với cái phiền não, với tự giặc lòng. Thì như bài kinh hồi nãy là quý vị nghe đọc đó, là do vị ấy sống thiên nặng vì phiền não, như là ái tham mạnh, sân hận mạnh, vân vân. Rồi vị đó bị dằn vặt, thì đây là cái ý nghĩa
Mình, chúng tôi xin được trình bày xuyên qua cái câu thảo luận số 1. Và bây giờ xin cung thỉnh thượng tọa giáo tăng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sao chúng cái chuyện tôi chưa siêu, mà chưa tôi chưa siêu để tỉnh thì tôi trả lời một câu nữa rồi từ là như nghĩ, mà chưa tôi chưa siêu ngày nay chứ đang có một cái khuynh hướng rất là thịnh hành ở trong cộng đồng Phật giáo, không biết ở Việt Nam thế nào nhưng mà ở hải ngoại đó người ta hay cổ suý một cái phong trào tu, một cái phương cách tu lý tưởng là tu để được an lạc, làm sao đời sống được an lạc về về mặt mà nội tâm á, thì làm sao ít có lo lắng, ít có bận rộn. Lý tưởng nhất là mình có tiền mình để dành, rồi mình không phải nhờ đàn tính, không phải làm việc Phật sự nhiều. Lý tưởng đó là mình làm sao mà mình ít có ở gần những người mà gây cho mình phiền phức, thậm chí mình không cần ở trong chùa. Và bây giờ người ta có một cái cách đó là nhiều người họ có tiền rồi họ xây cất một cái tỉnh thức. Cái tỉnh thức rất là lý tưởng, rất là đẹp, rất là thiền vị, và ở trong đó mình yên thân, ở trong đó mình thoải mái. Và có giống như mình sống một cách rất là nhẹ nhàng, không hẳn như đạo nhàn của lão tử, nhưng mà đại khái là cũng gần như vậy, sống rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc, mình tự chủ mọi thứ hết. Thì sống an lạc có phải là lý tưởng của người tu tập không? Có phải là một cái phương pháp hành trì mà được xem là lý tưởng mà người Phật tử nên hướng đến hay không? Và cái lối sống mà chủ trương sẽ sống về được an lạc á, tức là không có phiền, không phải có bổn phận, không phải tiếp xúc, không phải này kia, thì nó có được gọi là hiện tại lạc, tương lai lạc không? Kính thỉnh thượng tọa khoan nghĩ trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch thầy, tôn đức kính thưa quý vị, vấn đề này tùy trường hợp mà chúng ta nói phải hay là không phải. Nếu một người tu tập mà muốn cho an thân, họ sống tách rời khỏi họ chúng và xây dựng một cái trú xứ đầy đủ tiện nghi, thoải mái, không bị lệ thuộc đàn na tính thí, không có bị cái phiền toái, muốn ăn thì có tiền, đi vào trong siêu thị đem thức ăn về để vào trong mà tủ lạnh đó, rồi ăn xong rồi trồng qua kiểm chút gì để dễ khuây, xong rồi đi ngủ, không làm phiền tới ai, chỉ biết ăn chơi rồi ngủ. Cái đó là hiện tại lạc nhưng mà tương lai khổ. Vì sao vậy? Bởi vì phiền não nó không phải vì cái lối sống đó, cái lối sống nhàn hạ đó mà nó diệt trừ được đâu, đoạn trừ được. Phiền não không dễ đoạn trừ bởi cái lối sống nhàn hạ đó. Cho nên cái trường hợp đó là cái trường hợp không phải. Một cái trường hợp phải là trường hợp này. Một vị hành giả tu tập nhớ rằng Đức Thế Tôn dạy có những lòng hoặc
cần được đoạn trừ do cái sự né tránh. Cho nên vì đó không muốn để cho các lậu hoặc nó tăng trưởng, nó sinh khởi. Vì ấy luôn luôn né tránh cái hội chúng phiền phức, né tránh những người gây phiền phức, né tránh những chốn có thể đem lại sự phiền phức. Vì do né tránh được như vậy cho nên vị này mới có cái sự an vui để mà tu tập thiền định. Thì cái chỗ, thì cái điều mà nói rằng là hiện tại lạc, tương lai lạc á, hiện tại lạc tức là vị đó có được cái môi trường tu tập yên vui, có được cái môi trường để mà tinh tấn nỗ lực mà không bị quấy rầy, không bị phiền não nó chi phối từng lúc, để rồi vị đó sau khi thực hành thì định như vậy, vị đó sẽ đạt được kết quả tốt đẹp ở trong tương lai. Thì như vậy trong trường hợp này là trường hợp được, trường hợp này là có thể chấp nhận được. Bởi vì cái mình tu mà mình kiếm cái chỗ nào nó rắc rối để lao đầu vào trong đó, mình nói có lửa có thử được vàng, thì cái đó là mình sai. Mình làm cái đó chẳng khác nào mình nói là mình giỏi hơn Đức Phật. Trong khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết trong cái bài kinh Sapa Vasat nhất thiết là quật đó, thì Ngài nói có những cái phiền não cần phải được đoạn trừ do tri kiến, cần phải được đoạn trừ do cái sự kham nhẫn, do cái sự thọ dụng, do cái sự tránh né, vân vân. Thì như vậy ở đây có những trường hợp mà người tu chúng ta phải tránh né, còn khi mà mình không tránh né, mình lao đầu vào đó thì mình khổ. Phải chi hiện tại khổ mà tương lai lạc thì không nói, đằng này khi mà phiền não nó sanh khởi lên nhiều có mình khổ, mà không biết cách để mà mình dẹp yên phiền não thì lúc giờ cái khổ đó nó hoành hành làm cho mình thất điên bắt đảo, đến khi mệnh chung sẽ phải tái sinh vào cảnh giới khổ đau. Thì như vậy trong trường hợp này là hiện tại khổ, tương lai khổ chứ. Cho nên là nếu như một vị hành giả họ cười mà họ biết được ý nghĩa này thì họ phải hiểu là có những pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. Nếu mình xét thấy mình ít có nặng về sự ái luyến, ít có nặng về cái sự sân hận nóng nảy, ít có nặng về cái sự si mê, thì bây giờ chúng ta phải tập, chúng ta phải tập dần. Và khi mà chúng ta tập những cái thiện pháp đó đã thuần thục đó, thì ở trong tương lai thời Đức Phật, trong tương lai kế tiếp hay là ngay trong hiện tại này cũng được, nếu chúng ta cố gắng nỗ lực thì sẽ được thành tựu cái mục đích. Cho nên chúng tôi muốn nói là ở đây những người mà họ đề cao cái lối sống tu mà thảnh thơi nhàn nhã, nhàn hạ, thảnh thơi nhàn hạ,
để có cái sự an lạc. Lấy an lạc như thế này làm trọng điểm thì thời cái quan niệm nó không có phù hợp với cái sự hành trì hiện tại lạc, tương lai lạc đâu. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng người. Nam Mô Bổn Thầy nha. Sao thú cái trình Thượng Tọa Tổ Sư, mà Thượng Tọa Tổ Sư lẽ ra thỉnh Thượng Tọa đi nghĩ, nhưng mà câu trả lời số 2 của Thượng Tọa nó lại nảy ra một câu khác. Thượng Tọa Hoa Kỳ xác nhận xong rồi thỉnh Thượng Tọa đi nghĩ. Mà Thượng Tọa có đề cập đến cái kinh mà gọi là kinh Nhất Thiết Lộ hay là tin tất cả là hoặc các, thì ở trong đó có đề cập đến nhiều cái cách khác nhau để đối trị phiền não, như là bằng kham nhẫn, bằng thọ dụng, bằng tri kiến, bằng sự né tránh vân vân. Thì khi mình đọc những cách đoạn trừ lậu hoặc đó thì nó tùy thời tùy lúc tùy hoàn cảnh tùy thứ phiền não, thì như vậy là cái cách mà sống của chúng ta nhiều lúc là chúng ta phải khổ tu, có nhiều lúc chúng ta phải sống nhẹ nhàng, có nhiều lúc chúng ta phải sống thế này kia, thì nó nên áp dụng tùy theo thời, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sự chi phối của phiền não, chứ đâu phải là một cái cách tu như là kham nhẫn hay là né tránh mà lúc nào mình cũng áp dụng như vậy, có phải như vậy không? Xin thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ trở lại nói rõ về điều này. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái thân của chúng ta đó, có khi nhức đầu, có khi thì cảm sổ mũi, có khi thì cảm nhức đầu, có khi thì cảm ho. Nó tùy theo cái bệnh mà chúng ta uống thuốc, chứ ho cảm ho sổ mũi chúng ta không thể nào uống thuốc. Nó giống như trường hợp cảm ho hay cảm sổ mũi chúng ta có thể uống thuốc, thứ thuốc và nó giống cũng vậy. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là có nhiều cái phương pháp để đoạn trừ lậu hoặc, vậy ta hãy chọn một cái phương pháp nào đó để hành trì. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói như vậy đó thì cũng chẳng khác nào chúng ta bị nhiều bệnh mà chúng ta sợ mất công phải sắc thuốc cho nên uống một thang thứ đó thôi. Thang đó uống trị bá bệnh thì cái điều đó nó không nên. Chúng ta phải hiểu rằng là khi Đức Thế Tôn dạy như vậy đó, thì Ngài đã nói là có những lậu hoặc, chỉ có ở đây Ngài sẽ trực biết. Ngài xà chữ Ati Phích Hwê A Sà Hoa Đá Sà Na Pa Ha Tập Pa. Này các tỳ kheo, có những lục hoặc cần được đoạn trừ do cái trì kiến. Ati A Sà Hoa Sang Qua Ra Pa Ha Tập Pa, là có những lục hoặc cần được đoạn trừ do phòng hộ
Có những lục hoặc cần phải phòng hộ do thọ dụng, có những lục hoặc phòng hộ do tham nhẫn, có những lục hoặc cần phải phòng hộ do tránh né, có những lục hoặc cần phải phòng hộ do đoạn trừ, có những phòng hộ, có những lục hoặc cần được phòng hộ Atisa Sawa Phapana Bahatapa, tức là cần được đoạn trừ do sự tu tập. Thì ở đây thưa quý vị, Đức Thế Tôn lại dạy rằng có những lục hoặc. Thế thì ở trong nội tâm này, lục hoặc nào nó sanh khởi thì mình phải nhận thức được rằng cái lục hoặc này chưa sanh nay đã sanh, và đối với lục hoặc này thì cần phải được đoạn trừ do cái gì, do trì kiến hay do tham nhẫn và gì đó. Thì chúng ta phải tùy cơ ứng biến, chúng ta phải biết áp dụng, chứ không phải là chúng ta lúc nào cũng xài một cách. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính thưa Thượng tọa Thế Siêu, để thỉnh Thượng tọa đi nghỉ. Thượng tọa Pháp đang nghe Thượng tọa có còn ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu mà Thượng tọa Pháp đang nghe được, xin thỉnh Thượng tọa trả lời cho câu thơ lục số 3. Một lần nữa sẽ hỏi Thượng tọa Pháp đang, Thượng tọa có ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Dạ. Thượng tọa Pháp đang có một điều mà cũng tương đối hơi lạ lẫm với người Phật tử Việt Nam. Cũng có chứ không phải là không có, nhưng mà ít khi là mình nghĩ rằng mình tu tại sao mà hành sát chi đáng khổ vậy. Và nếu mà mình ai đã sang Ấn Độ rồi thì biết bên Ấn Độ có cái pháp tu khổ hạnh, người ta rất là thượng hành về việc hành sát. Thì Thượng tọa có thể cho biết cái suy nghĩ Thượng tọa tại sao người ta lại chọn pháp hành sát, tại sao mình chọn là khổ chính mình làm gì, bên phương diện tâm lý mình hiểu thế nào, xin kính thưa Thượng tọa. Hello. Hello. Dạ, cảm ơn quý vị. Thượng tọa Pháp đăng khoa khỉ cầm mic lại trong room, không còn nghe được nữa. Alo. Dạ, cái đường truyền sao nó yếu quá, do mưa gió sao nó yếu. Thì ở trong cái câu sư tệ tri quan hỷ đưa lên câu thảo luận dùm, ở trong câu thảo luận số 3 đó, thì con nghĩ rằng đối với cái khổ hạnh là tại sao ai cũng sợ khổ, là có những người chủ trương khổ hạnh, giải thích thế nào về phương diện tâm lý. Thì con thấy rằng thật sự đó, thì cái người mà họ tu tập đó, họ không hiểu, hoặc họ đang có một cái cách suy nghĩ của họ, hoặc là họ đang bị ảnh hưởng một cái cách nào đó. Ví dụ mình thấy ông Đạo Dừa, ông chủ trương là uống nước dừa, và cái cách mà khổ hạnh không ăn uống nước dừa như vậy đó, thì có nghĩ rằng có một phần đó, thì họ nghĩ rằng cái nước dừa uống để thanh lọc cái thân theo một cái số
lý thuyết khi mà dùng nước dừa. Hay là thậm chí bây giờ thì cũng có một số người họ ăn uống ăn gạo lứt cũng là một cái cách ăn tương đối, mình thấy là nó cũng là cái cách khổ hạnh. Họ chỉ ăn một cái loại gạo lứt thôi. Họ có suy nghĩ rằng đó là cái phương thức trị bệnh. Hoặc là họ ăn gạo lứt như vậy đó thì theo một cái cách giải thích đó, thì bổ sung những cái chất mà trong gạo lứt nó có mà những cái loại gạo sạch không có. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà nói như là ông Đạo nằm ở thành Hoa Tự mà nằm như vậy đó thì cũng là một cái cách mà họ chọn lựa và cũng theo cái cách suy nghĩ của họ, và họ chọn cái cách là tu để mà họ nằm như vậy thôi. Thì nói chung á thì có nghĩ rằng thật sự đó thì những người mà họ tu theo cái hạnh như con chó hay là theo con bò thì họ cũng thấy được những hiện tượng đó, rồi họ suy nghĩ, họ tưởng tri hay là họ tưởng tượng theo cái cách của họ, rồi họ chọn cái lối tu giống như con chó hay là giống như con bò. Thì có nghĩ rằng á, đối với họ vì họ không hiểu được cái lời dạy của Đức Phật nên thật sự thì có nghĩ rằng Phật tử mình cũng rất là hạnh, mình theo Đức Phật cũng rất là hạnh phúc. Vì Đức Phật ngày đã dạy toàn diện, ngài là bậc đại và ngài cũng nói qua những cái lối khổ hạnh, những cái lối mà tu tập đó thì có thể là giống như là cái người mù này rồi ôm người mù kia, theo cái lối tu tập mà người đi trước không biết rồi người đi sau cũng không biết, họ nối dài với nhau họ tu tập thôi. Chứ họ không phải như là cái Đức Phật, phải như là đệ tử của Đức Phật, mà vì Đức Phật là bậc đại giác và ngài hiểu ra thiện phận, cái hạnh điểm ly, hạnh bần quế hay là hạnh độc cư đó. Thì Đức Phật ngày lúc mà ngài nói về ngày chưa lúc giác ngộ đó, ngài đã dạy về những cái hạnh này và ngài đã hành đến cùng cực luôn, nhưng mà cũng không đưa đến cái sự giác ngộ vậy thôi. Nhưng mà rồi con thấy hiện giờ cũng có một số người họ chọn cái lối tu theo cái cách của họ, nhưng mà đa số những cái người này đó thì họ không hiểu về Phật pháp nhiều, hoặc là họ họ chuộng cái cách này vì được người ta tôn kính. Mình cứ nhìn vào như là ông Ba Hí Giá mà lúc mà ông khoác lên mình một cái bộ vỏ cây đó thì ông được người ta rất là tôn kính. Và chính tôn kính đó nên ổng không có bỏ cái bộ vỏ cây đó, mà ổng mặc bằng cái bộ vỏ cây. Thì có nghĩ rằng cũng có rất là nhiều những người hiện giờ đó thì họ đi chân không, hoặc là họ ăn trong bát, hoặc là họ hành những cái lối khổ hạnh, nhưng mà với phương diện là không phải là họ hành theo cái lời dạy của Đức Phật, mà với phương diện hành để cho người ta tôn kính mình thôi. Mình thấy như ông Trăm Bú Cá mà ông đứng một chân mà ông ở trần ở truồng, nhưng cũng có nhiều người lại ông. Thì mình thấy xuyên qua cái phương diện mà có những người họ khổ hạnh đó, về cái mặt phương diện tâm lý đó thì họ có một phần do họ không hiểu, hai là một phần do được người đời họ kính ngưỡng. Bởi thường thường người đời đó họ nhìn nhận người tu đó rất là lạ, là cái người tu đó là cái người phải khác với người đời. Chứ còn nếu mà tu cũng ăn uống ngủ nghỉ rằng cái nó giống người đời ấy, thì họ cũng coi thường. Nên thường thường thì chính vì cái cách đó nên những cái lối tu khổ hạnh nó được thạnh hành. Và cái lối tu khổ hạnh đó, gần như là nó có một cái điểm mà nó cũng ảnh hưởng một phần về người ta nhìn thấy và người ta khởi lên cái lòng tin của họ, người như vậy mới gọi là tu. Mà thật sự đó thì mình thấy luôn cả cái thời kỳ của Đức Phật, lúc mà đi xuống Nakhana đó, gặp những người khổ hạnh đó,
thì Sayi Sunakana cũng nghĩ cái người tu là phải như vậy, vị A-la-hán là phải như vậy. Đức Phật ngài biết được cái sự suy nghĩ không có chính chắn của Sunakana. Đức Phật ngài có dùng bao nhiêu cái lời khuyên dạy, bao nhiêu cái cách mà thể hiện thần thông, nhưng mà cũng rất là khó để mà lay chuyển được cái tâm tư tài kiến của Sunakana. Cuối cùng thì Sunakana cũng bỏ Đức Phật và đi theo cái cách tu và theo Sunakana. Thì con nghĩ rằng thật sự đó thì thật sự trên phương diện tâm lý đó thì cái người đó, đó họ không có hiểu biết, hoặc là họ được cái lợi tức, hoặc là họ suy nghĩ có một cái lợi ích nào đó nên họ chọn cái cách tu uống nước dừa, hoặc là ăn gạo nứt, hoặc là một cái cách nào đó của họ đó. Thì con nghĩ rằng do họ suy nghĩ theo cái phương hướng nào được người ta nói. Tại vì thường thường thì Đức Phật ngài đã nói không bao giờ sai hết á. Nghe người ta nói mà không khéo suy nghĩ sanh ra tà kiến. Thì chính cái nghe thấy đó là họ đã sanh ra cái tà kiến. Họ tự suy nghĩ rồi họ sanh ra những cái lối tà kiến. Hoặc là nghe, hoặc là thấy, hoặc là nghe người khác nói và thực hành theo những cái lối tà kiến này. Thì con nghĩ rằng á, hoặc là nhiều khi họ hành một cái cách hành nào đó, hoặc là họ rơi rớt vào cái cách nào đó rồi được người ta suy tôn như là ông chăm bú cá, hoặc là nhiều vị. Cũng có những trường hợp mà khi mà bản thân của họ nó hành trì như vậy và sai lệch như vậy, nhưng mà cũng có rất là nhiều người tôn kính. Và chính cái sự tôn kính của họ đó đã ràng buộc cái người này hành theo cách cổ hạnh đó. Nên con thấy rằng thật sự ra thì cái phương diện tâm lý đó, thì cái người đó suy nghĩ hoặc là được lợi tức, hoặc là được cung kính, hoặc là được danh vọng, được cái sự suy tôn của thế gian, nên đó, nhiều khi họ hành theo cái cách đó cũng có, họ dính mắc trong cái cách đó cũng có. Chính vì vậy đó, nhiều khi đó, có những người mà họ đi tu đó, họ nghĩ tu là phải khác với người đời. Có nghĩa là người đời ăn thì họ nhịn đói, nhịn khát, hoặc là mấy ngày mới ăn một lần. Thành nó nhiều khi quý vị thấy, hay là người đời tắm rửa thì những người ở dơ, ở bẩn này khi nọ, thì họ nghĩ cách ngược lại với người đời. Nó cũng có những cái trường hợp như vậy nhiều. Về cái phương diện tâm lý thì họ nghĩ chệch choạc như vậy, chứ họ không có nghĩ như là lời dạy của Đức Phật này dạy về bốn món vật dụng đó. Thọ dụng chỉ để đói khát, nóng lạnh, mũi mồng, xúc chạm, để duy trì cái thân thể này khỏe mạnh để tu tập. Đức Phật này dạy như vậy thì có nhiều cái người tu đó, bởi vì luôn cả Việt Nam của mình cũng vậy. Nếu mà tu mà nói cái gì ăn cũng được là họ không thích. Nhưng mà nếu mà tu mà nói ăn chay, hay là ăn rau, cỏ, hay là bông uống nước đồ đó, thì người đời họ suy tôn rất là nhiều. Nên mình thấy như đạo mẫu trầu đó, thậm chí có nhiều người họ nhập thất, họ uống nước, họ suốt cái thời gian dài như vậy. Cũng có những cái trường hợp như vậy. Và họ được người ta suy tôn rất là nhiều. Chính vì vậy đó nên họ bị buộc vô cái danh lợi, buộc vô cái cung kính, buộc vô cái lợi đặc, nên họ hành trì như vậy thôi. Cũng có rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Nên con nghĩ rằng cái tâm lý của người đó một phần ảnh hưởng do cái cung kính danh vọng và lợi đặc, do cái xu hướng loài người đó, họ có cái sự suy tôn những cái người mà hình thể mà mặc y rách rưới, hoặc là đi chân không, hoặc là ăn ở dơ bẩn, hoặc là nhịn đói nhịn khát như vậy đó. Thì họ nhìn những người này với cặp mắt là tôn kính, với cái sự tôn kính, nên họ mới cái ảnh hưởng phần đó, nên họ hành trì những cái lối tu khổ hạnh như vậy. Thì ở trong cái câu thảo luận số 3 thì con xin chia sẻ như vậy, không biết hết cái ý của thượng tọa hay không. Nếu cái gì còn thì con thỉnh thượng tọa nói thêm. Bây giờ thì con xin gửi hết cho thượng tọa.
Sa thủ cái chuyện thì tôi hợp đăng. Thưa quý vị, bài học thì hôm nay có rất là nhiều điểm mà chúng ta cần thảo luận, nhưng mà vì không có thời giờ, chúng tôi cũng chỉ xin nói ngắn gọn ba điều mà chúng ta cần nhớ là đa phần chúng ta nghĩ về sự tu hành thì mình nghĩ về bằng tấm lòng sung kính, và đặc biệt chúng ta chú trọng về cái tâm thật nhiều hơn. Nhưng mà thưa quý vị, ở trên thực tế khi mình bắt tay vào cái gì đó, thì điều mà quan trọng mà khoa học ngày nay và đặc biệt trong nền văn hóa Tây Phương cũng đề cập là đúng phương pháp. Dạ, là đúng phương pháp. Và cái gọi là đúng phương pháp ở đây nó không phải là đạo đức, mà đúng phương pháp ở đây định nghĩa một cách rất là giản dị, đó là cái việc đó nó mang lại cái kết quả như thế nào. Nếu mà hiện tại mà nó an lạc mà ở trong tương lai khổ thì thật sự không nên, mà có những cái hiện tại khổ tương lai tốt thì cũng nên. Để lấy ví dụ như là mình đi học thì không phải ai đi học cũng cực khổ giống nhau. Có những người học nhẹ nhàng tốt, có những người đố vui để học, học mà vui, và ở trong cái vui học là tốt. Thì dù là học khổ hay học vui, quan trọng là cái cuối cùng cái kết quả là sao, và cái kết quả đó nên là một điều mà chúng ta phải cân nhắc. Và rồi thứ gì, chúng ta thấy trong bốn cái pháp mà bốn sự hành trì được đưa ra ở đây, thì pháp hành trì đầu tiên gọi là lợi dưỡng, thứ hai là khổ hạnh, hai pháp còn lại thật ra đều nằm ở trong trung đạo hết, dù là hiện tại khổ tương lai lạc hay hiện tại lạc tương lai khổ. Nhưng mà chúng ta phải nói trung đạo ở đây nghĩa là chúng ta phải điều chỉnh vừa phải để đạt đến mục đích. Ngài Thanh Tra Ngài có đưa ra một thí dụ là đôi khi chiếc xe của chúng ta, cái tay lái nó không có đều, nó hay nghiêng về một bên, thì chúng ta phải làm cách chúng ta kèm cái tay lái lại. Quý vị nào mà lái chiếc xe mình nó chưa làm alignment, đôi khi nó nghiêng một bên, chúng ta phải kèm lại. Thì nhiều người sinh ra với cái phiền não nào đó, thì mình phải biết phấn đấu với chính bản thân của mình. Và sự phấn đấu đôi khi nó cực, mình phải trả giá chứ không phải không trả giá, nhưng mà nó rất xứng đáng để chúng ta trả giá. Nhưng vấn đề đường dài, không nên xem cái khổ, cái vui trong hiện tại nó là cứu cánh, mà là cái kết quả sau đó, đó là điều quan trọng. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đại lễ quý ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Và ngày mai này chúng ta có giáo trình Thắng Pháp A Di Đà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.